Lần đầu đi làm công ty, chàng trai bật khóc vì hiểu lầm không được trả lương. Lặn lội một thân một mình đến khu công nghiệp để xin việc làm và cũng là lần đầu tiên bước ra đời bươn chải ở một công ty để kiếm những đồng tiền được làm ra từ mồ hôi công sức. Chàng trai tuổi mới đôi mươi đã trải qua vô vàn những đắng cay, vất vả, chỉ mong được đến ngày nhận lương để có tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng oái oăm thay, mặc dù đã vượt quá ngày nhận lương đã lâu nhưng vẫn không được trả tiền, chàng trai liền bật khóc ngay trước cổng công ty khiến ai xem cũng cảm thấy xót thương. Em hỏi luôn à? Em hỏi có lương chưa nhưng mà anh ấy bảo là chưa đấy. Cái vấn đề cái lương ấy. Em chỉ được hỏi lên lương thôi, cái lương em bảo ứng đâu. Cái lương thì bây giờ anh bảo như này này. Cái vấn đề lương thì em làm em phải hết tháng. Em đến hết tháng là đến làm hết tháng đến ngày 25 là chốt công đúng không? Vâng, nhưng mà em lấy lương tuần. À thế em có bảo gì là em lấy lương tuần không? Em dạ em không ạ. Đấy thế em không bảo lấy lương tuần thì làm sao mà người ta biết là em muốn lấy lương theo tuần? Em phải bảo là anh ơi, em bây giờ là em muốn lấy lương theo tuần. Làm đây là lấy lương theo tuần. Không. Tức là như này này. Em phải bảo với anh Tùng là bảo anh ơi là em làm ở đây em muốn lấy lương theo tuần thì anh hỗ trợ thanh toán lương theo tuần cho em thì để bên anh còn biết để mà đăng ký lấy lương theo tuần cho bọn em biết chưa. Còn nếu mà lấy lương theo tháng thì sẽ là ngày 25 hàng tháng chốt công mà em biết rồi. Thì là ngày 20 là được lấy lương đấy. Sau khi nghe qua cuộc hội thoại, thì ra không phải công ty không trả lương mà là do chàng trai nghĩ sẽ được trả lương theo tuần. Trong khi đó mặc định sẽ là trả lương theo tháng, thậm chí là bị giữ lương đến 25 ngày khi chốt công vào ngày 25 tháng trước, nhưng đến ngày 20 của tháng sau mới được thanh toán. Trước hoàn cảnh và sự thương cảm đối với cậu công nhân mới đi làm công ty lần đầu, chủ nhân của đoạn clip đã hỗ trợ bạn ấy ứng trước 500.000 đồng để chi tiêu, đồng thời an ủi động viên thanh niên cố gắng để có thể làm tiếp công việc của mình. Đưa ứng trước cho em 500 nhé. Gọi là cầm lấy tiền tiêu tiền ăn. Xong bao giờ ví dụ em về em muốn lấy lương theo tuần hay cái gì hay là cái vấn đề mà lương lậu như nào em cứ nhắn tin cho anh biết chưa? Chứ em không phải lo cái vấn đề đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.